Tôi muốn nhanh nhanh được uống quá. Vì tôi rất thích uống trà, nên dù có đang hái chè tươi dưới trời nắng nóng, nhưng tôi cũng không hề thấy mệt chút nào. Vậy thì tôi có chút tham vọng. Tôi và chú thi nhau hái chè nhé. Vậy thì nếu cô hái được nhiều hơn tôi sẽ pha trà ở nhà tôi cho cô uống. Bắt đầu thôi. Ứng cử viên thứ nhất, chủ nông trại chè. Ứng cử viên thứ hai, MC Kim Min Jung. Mọi người hãy cùng chờ xem ai là người chiến thắng nhé. Chú ơi, tôi hái ngần này được chưa? Cô hái tốt lắm, nhưng để tôi xem lại nào. Vâng, cái này hái không đúng phương pháp lúc nãy tôi nói rồi. Sao thế ạ? Nếu mà cô hái như này thì không được, chất lượng của chè sẽ giảm đi. Cái này không được ạ? Vâng, không được. Cô hãy hái lại đi nhé. Không được ấy ạ? Lại phải hái nữa sao ạ? Vâng. Vì tôi hái sai, mà cái ngọn như này sẽ không ngon thì phải. Mọi người nhìn thấy bàn tay của chú không ạ? Hái rất chuyên nghiệp, khác xa với tôi đúng không ạ? Chú hái giỏi thật đấy ạ. Tôi là người chỉ ăn với hái chè thôi đấy cô. Mọi người nhìn xem chú ấy hái rất đều tay đúng không ạ? Chú ơi, tôi hái được một lúc cũng khá mệt rồi. Chú nói đúng, chắc tôi không thể hái cả ngày được ạ. Chúng ta gộp lại rồi mang về pha chè có được không ạ? Vất vả lắm đúng không? Vâng, có đau lưng không? Lưng cũng đau mà chân cũng tê nữa ạ. Vậy thì chúng ta gộp lại rồi mang về nhà tôi thôi. Cuối cùng chúng tôi cũng trở về nhà để pha chè. Nào cùng thưởng thức cái này thử xem nào. Cái gì vậy ạ? Trà xanh thì màu xanh lục đúng không? Cái này thì màu hơi hồng nên nó là hồng trà. Hồng trà ạ? Nước hồng trà này tôi tự làm đấy. Thử xem vị nó như thế nào đi ạ. Ngon đúng không? Cảm giác sảng khoái lắm ạ. Thật sự rất tuyệt. Cháu thấy giống như là hồng trà đó chú. Trà xanh cũng có mùi thơm quá. Hồng trà thì khi uống sẽ cảm nhận ngay được mùi hương. Còn trà xanh thì khi uống lá trà có vị chát nên phải vừa uống vừa cảm nhận mùi thơm. Vị này giống như mùi thơm khi uống hồng trà. Uống trà xanh mà như vị hồng trà thật sự ngon lắm luôn các bạn ạ. Người giảm cân cực kỳ thích cô à. Khi cần giảm cân uống trà này bác nhỉ. Cuối cùng thì... Các bạn ạ, mùi thơm quá ạ. Chuẩn mùi trà xanh rồi đó ạ. Tôi phải đảo thêm một lát nữa. Nhưng mà bây giờ tôi đã ngửi thấy mùi chè rất thơm. Vâng, nếu đảo đến lần thứ hai thì mùi chè mới thực sự thơm. Nữa ạ? Phải rang nữa ạ? Vâng, phải rang đến khi lá chè khô và quắt lại. Phải đảo bao nhiêu lần tất cả thì mới khô hết được ạ? Tất cả là 9 lần. 9 lần cơ ạ? Nhưng mà để uống được trà ngon, tôi sẽ chăm chỉ sao khô trà. Trước đây thì tôi chỉ biết đơn giản là mỗi việc pha trà và uống. Nhưng có ai biết được rằng, để được ấm trà ngon phải mất rất nhiều công đoạn như này đâu. Những lá chè được sao khô bởi công sức người nông dân bỏ ra thật đáng quý biết bao. Chan, chú ơi! Lúc nãy sao trà xong chú đã đi đâu vậy ạ? Vì quá nóng nên tôi đã đi thay áo. Vâng,